này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ trốn thoát khỏi cái ông thầy giáo, mà cái ông thầy giáo tên ông Đêm, tên Ngộ không? Tụi Happy của nè, nhìn ông thấy ghê không mấy bạn? Đó, từng người ông ấy nhìn thấy ghê. Ê, còn có mấy cái đinh gắn ở trên tay ông này, nhưng mà ông đang ngủ. Bây giờ Happy phải tranh thủ trốn thoát khỏi cái trường này mới được. Tại vì kiểu như là ông này ông quá là kiểu như là dữ tợn nè, các bạn thấy không? Như mấy em học sinh nào mà không ngoan á là ông cho đi luôn. Thôi, bây giờ Happy sẽ đi trốn khỏi ổng này. Trời thôi. Các bạn ơi, ông Đêm là phát hiện ra Happy rồi. Oh my god. Gì vậy? Rồi mấy em này đứng chị. Ôi, bây giờ Happy phải chạy thoát khỏi cái ông Đêm này mới được. Tần ơi. Không làm cho Happy bị mất tầm nhìn luôn. Đứng dưới Happy. Trời ơi, cái ông Đêm này ông dưới Happy. Ây da, ông lớn quá Happy không có. Ê, rồi xong luôn. Cái ông Đêm ông đã dí được Happy rồi. Người ông nó bự quá mấy bạn ơi, Happy dí không có lại. Ủa, Happy chạy không lại không? Người kìa, ông chạy Happy rồi kìa, ông chạy theo Happy rồi kìa mấy bạn ơi. Thôi, ghê quá, hồi ghê quá, thôi chạy đi. Thôi chạy đi, đừng để thấy ổng kìa. Đó, bye bye. Cái anh vô sợ bắt Việt Nam ý. Thôi mệt quá, đến hỏi ông giật hoài. Không trả lời nữa đúng không Chu Duyên? Đứng hỏi ô đứng giật hoài. Thôi bây giờ Happy phải chạy. Eo gì cái cống mấy bạn ơi. Bây giờ mình phải thoát khỏi mấy cái cống này bằng cách mình leo lên mấy cái cống. Ủa ha, mình muốn thoát khỏi cái ngôi trường này thì mình phải leo lên mấy cái cống này nè. Cái thằng mình lên chi vậy? Giờ dễ. Trời ơi, tưởng cái gì. Dạ. Đó, thấy không? Ui giời. lại lỗi. Đây. Ây da, lại nè, lại bị lỗi thế thôi. Đấy, ui giời. Ủa. Đó. Ây da, rồi sao? À, leo đây. Để sao nữa? À, để đây. Nữa. Đó. Rồi, Happy đã lên được rồi nè mấy bạn ơi. Trời, quá dễ luôn đúng không? Trời ơi, nghĩ sao mà làm khó được Happy. Ê, khoan. Ê, cái nút đó là nút gì vậy? Ai đặt lại ta, đặt lại mấy cái cục màu đỏ. Ôi, là mấy cái cục mà giống hồi nãy Happy cầm á, để Happy khiêng Happy đó. Rồi, xong, các bạn nhìn Happy này. Ui lọ. Quên là cái đó nó bị cách xa nhau quá là xa. Ôi giời ơi. Đó. Quá dễ luôn. Đó. Ui giời. À, nhảy khỏi mấy cái xét ở đây. Thấy ghê quá, nhìn giống cái băng họng của mấy con gì á. Thôi, sợ quá. Nói cái Happy giật mình luôn á, thôi đi. Rồi, Happy đã bật cái này lên rồi nè. Bây giờ Happy sẽ nhảy lên đây. Wow. Đó. Nhưng mà không biết cái miếng gì nữa mà. Ây da, nó lại bị như nó như thế này. Không hiểu sao mà nó chịu nó mình. Đó, mình có chút xíu mà cái này một bề nghĩ sao. Ê. Ui giật cống. Eo ơi. Thôi đi, cái mấy cái cống nó quá là dễ rồi. Tại vì Happy bắt cua bình thường. Ui giời. Trời ơi, quên. Nãy giờ mình đi trốn thoát ổng mà không thấy ổng. Oh my god. Phải. Vẫn ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là đường nào đấy? Rồi bây giờ Happy cũng không biết đi đâu luôn á mấy bạn ơi. Where are you? Không biết ông thầy nó đâu. Ủa không biết cái ông Đêm á. Ừ đây nè, cảm ơn nha. Ủa đi đại cũng đúng nữa. Cái con gì? Ui nãy giờ không để ý cái con quỷ này. Ê nãy giờ đi không để ý luôn á mọi người. Ê đi không để ý cái con quỷ này luôn á. Mất nết.
Thật ra biết tại sao mà Happy lại biết đường đi không? Tại vì Happy thuận bên trái nên Happy cứ đi bên trái không? Nên mà ai nhẹ đi đúng. Không hiểu nổi luôn. Đấy, ui giời, giờ nhớ đường đi rồi này. Tự nhiên đâu ra con quỷ đi sau lưng hết hồn. Hình như nó đâu đây. Đi đường này đi. Rồi nó nào. Qua. Thôi kệ nó đi. Bây giờ mình sẽ đi một cách bình thường hơn. Và mấy bạn ơi, mấy bạn biết chưa? Bum bum ba già đâu ra con này vậy. Bum ba già. Eo ơi, cái đầu nó ghê ấy. Ê, đừng dí vậy bây. Mấy bạn ơi, vừa mới tới chỗ luôn. Cái con nó giả rồi. Hai bình cái hai bình ngẫm luôn. Cây. À rồi thấy mày nè. Ủa lộn thấy vô rồi nè. Con tà ma. Mẹ lại con. Thôi hai bình gì. Đâu à, thấy nó nè. Mò quá. Nhanh nhanh lên cái coi. Wow, nó nhanh cái là mình ngẫm ấy. Ui, nổ này. Đây, cuối cùng cũng tới chỗ rồi, mô Phật. Ây da. Hên. Chứ bị đi thẳng cái là đi luôn. Ủa. Ép mi, ừ thôi. Hello bạn, bạn cũng đi chống thái chung hả? Chị giáo viên. Đây đó, hết hồn đó. Bè ơi, đó, không có đụng chạm gì hết với tay bà nha. Ơi, ngủ đi. Em đã quy rồi. Và những giấc mơ đẹp. Rồi xong rồi. Rồi, cái gì mà. Ơi, đó. Ê, cái này là cái nút bấm này đúng không ta? Ê, đó, hết hồn. Trời ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi. Ê, hình như là mấy cái này kiểu như là nó sắp... À, sắp tới rồi nè mấy bạn ơi. Yeah. Tìm nơi hết hồn. Tìm ba nút bấm. Mấy bạn ơi này, hồi nãy là mình tìm được một nút rồi nè. Em đây cả. Hello, what's your name? It's sorry. Ui, hết hồn luôn á. Hồi nãy nó còn có nút nữa à. Hồi nãy nó hù Happy cái Happy ấy luôn. Giỡn thôi chứ em bị hết hồn. Đó, chứ nói ấy mấy bạn đâu biết ấy là gì đâu. Đó, bây giờ mình sẽ đi. Tự ở hụt hoài luôn á. Hết hồn nha. Hết hồn. Tự ở nó hụt Happy cái Happy sang chân tâm ly. Nụ cười em sang chân tâm trí. Nữa đừng dưới nó coi để đi bình an vô sự đi. Rồi, ủa sao đi ra không được. À cái này bắt cua chạy nhanh này phải không. Chứ còn gì nữa. Đó bắt lên mấy cái miếng này nè. Ui giời dễ né ti nè. Ti laser. Lên cái cục sắt siêu to khổng lồ nè. Ui dễ. Hey. Gọi quá dễ mấy bạn ơi. Vì sao. Ê, cái cây cầu hả. Sao nấc này vậy? Biết rồi. Ý là mình đi lên mấy cái nấc này nó sẽ sập xuống chứ vậy. Yay, tới rồi. Ở đây đâu? Ơi đó, hết hồn. Hết hồn nha. Pipi and kaki and pipi kaka. Ui giời. Em bị ngẫm hồi nào rồi. Yay, trời ơi, cứu tôi trời ơi. Trời ơi. Nụ cười em sang chân tâm trí. Tạ ơn. Trời ơi, cứu tôi. Trời ơi. Đùn. Ui giời dễ. Ủa. Mình ngẫm luôn á. Mình ngẫm hồi nào rồi. Hello. Bắn dễ bạn ơi. Cho ui. Nó nhảy mình kia. Con này sao nó nhanh vậy.
Ủa sao bạn nhai quá vậy? Nhai thế đấy, vợ bắn đùn đùn. À dạ, rồi xong ngẫm luôn rồi. Nhưng mà cuối cùng cũng sắp hạ ngục được. Dù nó sắp hạ ngục được nó, cái nó hạ ngục mình luôn. Các bạn biết sao không? Mà mình chui xuống cản nó thì mình lại bị ngẫm không? Tại vì do đấy. Sao cái con này nó nhây quá vậy? Look at that chip tâm chi. Xem chip tâm ly. Ui giời. Trang bắn nó luôn cái cũng được. Từ sao đi xếp vòng vòng vậy em ơi? Đó ơi, ơi hết hồn. Hết hồn. Này mình phải để góc nhìn thứ nhất này mới dễ bắn nha mấy bạn, chứ không là khó bắn lắm. Nữa đó. Rồi con lại làm cái gì vậy? Sắp hai gục được nó rồi. Ui giời ơi. Nghĩ sao, nghĩ sao? Nghĩ sao vậy? Eo ơi, nhìn ghê. Ê, mấy bạn ơi, nãy giờ đó Happy bắn cái con này nè các bạn. Happy đánh nó còn có nửa máu à. Đó, nên bây giờ Happy bắn luôn cái cuối này. Đó. Đấy. Ủa sao nó... Ồ. Happy dùng mấy đứa súng nổ luôn. Yeah. Bạn ơi, bây giờ Happy đã được thoát khỏi cái chỗ ấy rồi. Happy vui quá mấy bạn ơi. Đó. Rồi xong, bây giờ nó sẽ chở Happy đi về nhà. Các bạn ơi, và nếu như mà các bạn thích Happy trốn thoát khỏi mấy ông thầy này thì nhớ like và share cho mình nha. Nha, bây giờ hãy chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.